Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận cầm xeng thứ 3 liên tục của đội bạn kinh khủng tợn 2-0. Chơi với mình không xấu, Minia như biểu là xeng pan, thật quân đẹp thế nhở. Xeng pan đánh với Minia, quân rất đẹp dành cho các thủ bên phía của team Hà Nội. Thực trong ngày hôm nay bên họ thi đấu tốt hơn thật, nhưng không thể không nói đến cái quân và bên bạn cầm nó đẹp hơn quá nhiều. Chúng ta đến với bài của Yamato này. Nếu như trận này mà thua nữa được, tôi nghĩ khả năng nghỉ là rất cao. 4C là thua 4, kèo 4C là kèo dị quá. Kèo ngày hôm nay đánh giá là bên mình yếu hơn, nhưng mà yếu hơn không quá nhiều đâu, chỉ là 5-5 và 4-5 thôi. Ít nhất phải có 1C danh dự chứ. Quả ra nhà. Một bài ổn của Ia. Hai hiêu một vòi, à không, hai hiêu một vòi và một bãi cỏ phụ. Omas
Still contact. Polari. Alamon. Holmes. Rogan. Still contact. Holmes. 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 Oklahoma. Holmes. Holmes. Rogan. Holmes. Holmes. Rogan. Oklahoma. Holmes. Potato. Holmes. 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 Oklahoma. Yuri. Holmes. Alamaz, Zokanta, Thomas, Alamaz, Zokanta, Alamaz, Alamaz, Homer, Yuri, Yuri, Alamaz, Donna E. Thomas, Zokanta, Alamaz, Thomas, 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 Alamaz, Thomas, Alamaz, Thomas. Vâng, như vậy trận đấu này thì Yamato sẽ gặp phần Pan. Pan cho Paisima. Bái một lờ thôi. Một lờ thủ phù của Yamato. Vâng, Pan đánh hỗn mã. Thông tin nhận về từ truy bệnh. Đội truy bệnh CGP hư hớ rồi. Đây nó 125. Kuamin vừa bị chọc cái gì đó. Bài của nó 1 là bài khung. Nhưng khung cái kiểu này cảm thấy nó cứ sao sao. Bắt đầu có con cùng à dành nó 1 hai vài đấy nâng cấp. Bài cũng khỏe phết đấy. Bài là bài được. Bánh xe vào trì mạnh. Bên họ không thấy đi công. Ờ cả xe cả van luôn. Vâng, giữa hai nhà cứ cứu kiểu gì nó có cái gì đâu mà cứu. Vâng, bàn đánh hỗn mã cũng bị ghê chứ. Rất cửa trên dành cho thủ bên phía của Hà Nội. Bây giờ tướng đi công 3 từ đầu của bên lớp. Vâng, có một con chém của Chi Bệnh sẽ giúp cho đội có thể đảo cho tôi này qua đường sản ra. Và tôi này càng cao sẽ không đỡ được. Bởi vì đây là Cung Hà Min. Cung Hà rất khỏe ở trong đội 3. Vâng, bắt đầu tôi đi công vào bên lớp. Có hai con chém. Bo lại. Rồi tốt. Không được, vẫn hở. Tôi vẫn có từng vào bên trong rất mất tay và khó. Tỷ số đã định đó là 3-0 ở trận chiều thứ tư với đối với C được ấn định 4-0 với C. Sẽ thứ năm có hay không chúng ta còn phải chờ đợi sau một ít phút.